Con thực sự thì chưa có mối tình nào gọi là chính thức hết. Con tới tìm hiểu một vài mối nhưng mà nó không có đi đến đâu hết. Cái mối tình đầu tiên là con thích cái anh đó trong lớp. Xong rồi là cuối năm là tự nhiên thấy anh có bạn gái. Trời ơi, con không nói trước. Cái tình thứ hai là con với bạn đó là cũng là từ bạn thân. Xong rồi đi cũng hai người cũng có đi lên một xíu rồi là tình yêu. Rồi xong đùng cái là cũng cưới vợ luôn. Trời ơi, sao cái số con hay đụng cái quá vậy con? Dứt qua tam nha. Cái này vô làm luôn á. Một mối à hả? Dạ. Có đụng cái không? Dạ không. Chị nắm tay ra. Tiết kiệm khá khá không? Đủ đám cưới không? Dạ đủ á. Khoảng nhiêu? Dạ khoảng 600 ạ. Dạ khoảng 600 ạ. Đâu đâu? Đầu tiên em xin chúc hai MC, anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia và quý vị khán giả ngồi đây một buổi tối thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Anh tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 89. Hải đến từ đâu? Em đến từ Gia Lai. Hiện tại giờ em đang làm việc trong Sài Gòn. Em làm việc gì? Em làm bên điện lạnh. Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình nè. Con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Thị Mỹ Ngân, em 29 tuổi. Em đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Em làm công việc gì? Dạ em làm dược sĩ bán hàng tại nhà thuốc ạ. Ở Sài Gòn là em ở với ai nè? Ở Sài Gòn thì em ở với bạn bè. Ưu điểm khuyết điểm của Hải là gì? Em ưu điểm là em vui vẻ, em thích nói chuyện với bạn bè nhiều. Khuyết điểm em là hay nhút nhát. Có tật xấu gì không Hải? Lúc trước em có hút thuốc nhiều, bây giờ bỏ lâu rồi. Rồi, đó là sở lịch của nhà trai. Rồi, chào nhà gái. Nhà gái thì sao? Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Nói ưu điểm của em á là chăm chỉ trong công việc, hòa đồng với mọi người. Em thích là biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Còn khuyết điểm của con á là cũng như là có đôi lúc con hay rụt rè, con là hay quên nữa. Hay quên. Dạ. Bây giờ là mình nói cho nhà trai biết đi, mình có mấy mối tình à? Con thực sự thì chưa có mối tình nào gọi là chính thức hết. Con tới tìm hiểu một vài mối nhưng mà nó không có đi đến đâu hết. Cái mối tình đầu tiên là con thích cái anh đó trong lớp. Xong rồi là cuối năm là tự nhiên thấy anh có bạn gái. Trời ơi, con không nói trước. Còn cái tình thứ hai là con với bạn đó là cũng là từ bạn thân. Xong rồi đi cũng hai người cũng có đi lên một xíu rồi là tình yêu. Rồi xong đụng cái là cũng cưới vợ luôn. Trời ơi sao cái số con hay đụng cái quá vậy con? Dứt quá tam nha. Dạ. Cái này vô làm luôn á. Chàng trai này sáng sủa đẹp trai. Coi tình duyên thổ trước rồi. Coi nó như thế nào. Coi tình duyên sao tôi thấy thì cũng đẹp trai. Sao tình duyên sao nói chị Lan nghe coi. Dạ em có một mối tình rồi. Một mối à hả? Dạ. Rồi có đụng cái không? Dạ không. Chị nắm tay thôi. Nắm tay thôi ha. Rồi sao vừa chia tay? Dạ. Hay là tại nắm tay thôi không làm gì hết nên người ta chia tay đó? Dạ không. Do đó cũng lâu rồi, năm em 21 tuổi, từ trẻ. Nó hung được người yêu là cái nào chưa mà? Chưa có hung được cái nào á, tại chưa hung nên ta chia tay nè. Dạ. Phải không? Dạ, rồi từ đó tới giờ em chưa có quen ai nữa. Mấy năm rồi? Dạ, cũng 13 năm rồi ạ. 13 năm rồi. Hồi đó quen bạn gái đó là có hung ta chưa? Dạ chưa, nắm tay rồi. Mới nắm tay thôi hả? Trời ơi. Chàng trai còn trong trắng. Đúng, còn cô gái này cũng vậy, đúng không? Dạ, đúng rồi. Bờ môi này ăn cơm với cá có bao giờ thơm má ai đâu, đúng không? Rồi, bây giờ nè, con có mẫu hình lý tưởng gì không? Chỉ mong là bạn trai là chăm chỉ, lo làm ăn. Con không thích là bạn hút thuốc, xa vào tệ nạn xã hội, cờ bạc, hoặc là đá gà được đó. Con đá gà đấy hả? Dạ. Đá dịch được không? Dạ, dịch. Hả? Đá dịch được không? Dạ, chắc được. Chắc được hả? Dịch nó đâu có đá đâu. Nhà trai bên chú là hiền lành lắm, còn gì nữa không con? Cao hơn con một chút cũng được, cao khoảng 1m65 trở lên là được. Rồi được, dạ. sáng lạng luôn. Có cờ bạc, rượu chè, đá gà, đá dịch gì không? Dạ không, em không biết luôn. Rồi nhu cầu của em sao? Mong muốn có bạn gái như thế nào? Em cũng không đòi hỏi cao, em chỉ muốn bạn gái hiền lành, hòa đồng và vui vẻ được. Vậy thôi hả? Dạ. Vui vẻ rồi hả? Dạ. Người ta cung cấp thuốc, lấy thuốc cho bệnh nhân thôi, hiền lành lắm. Không? Hôm nay là em đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn hả? Làm chung. Bạn Hải đâu? Rồi. Dạ. Dạ con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Con thấy bạn gái này có hợp với Hải không? Nãy giờ nói chuyện con thấy sao? Chị cũng dễ thương, cũng thấy cũng hợp. Con có bồ chưa? Dạ con có vợ rồi. Bạn có vợ rồi mà không chỉ cho bạn người ta lấy vợ đi. Để người ta cô đơn 13 năm. Ác ghê vậy. Có giờ nó rủ đi tầm bậy bạ không? Dạ không. Dễ gì dám nói có về vợ quýnh chứ. Con đi với ai con? Dạ hôm nay con đi với bạn học của con và bạn đồng nghiệp ạ. Dạ con xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Trời giọng sao nhỏ nhẹ vậy? Dạ. Con dược sĩ luôn hả? Dạ đúng rồi, con là dược sĩ, con là em của chị đó. Em ruột hả? Dạ không, em làm chung ạ. Dạ. Con thấy nãy giờ thì anh bên đây thì rất là dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy cũng rất là hợp với tính của chị. Còn để hiểu nhiều hơn thì đợi hai người tìm hiểu thì mới biết được. Chị còn hiền không? Chị rất là hiền, rất là dễ thương luôn ạ. Hai anh chị này hiền quá, lấy nhau về lỡ bị người ta ăn hiếp rồi sao?
Không, khi mà mình hiền thì mình nói chuyện tử tế thì chắc cũng ăn hiếp mình đâu. Thấy chưa? Dạ. Trời, giọng thấy thương sao không? Dễ rồi. Thương. Rồi, mở rào. Em chào anh. Tặng em. Em cũng có món quà để tặng anh. Dạ, cảm ơn. Tặng em món quà, chúc em lúc nào cũng xinh tươi như món quà này. À, giờ em cảm ơn. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau như thế nào nè? Cảm nhận đầu tiên gặp anh thì em cũng thấy anh là hiền lành, dễ thương. Ừ, nhìn mà nghe nói là anh có hút thuốc, là anh không biết là anh còn hút thuốc không? Không, anh bỏ lâu rồi. Bỏ lâu rồi. Anh thấy em thế nào ạ? Có đạt cái đủ cái tiêu chuẩn của anh không? À, thấy em rất là dễ thương, hiền lành. Nói chung là anh rất thích. Thì em đến với chương trình ngày hôm nay thì em thật sự là nghiêm túc. Nói chung là em cũng mong muốn tìm được cái người mà yêu thương em thật lòng. Nói chung là ba mẹ cũng hối thúc em như lắm rồi. Thì em lên đây là em muốn tìm kiếm cái tình yêu đích thực của em. Tụi mình là có duyên thì mới gặp nhau tại đây. Thì em cũng mong anh là có thể cho mình được cơ hội để mình tiến xa hơn. Tìm hiểu lâu dài, nếu mà được thì mình tiến tới hôn nhân luôn. À, anh cũng vậy. Cha mẹ cũng hối thúc nhiều. Mà anh cũng muốn tìm một người bạn đời hợp với mình hơn. Nói chung anh lên đây cũng là rất là nghiêm túc. Yeah. Rồi bây giờ hai đứa nói nhau nè. Về nhà thì anh sẽ làm gì trong gia đình? Em sẽ làm gì trong gia đình? Về nhà thì mọi việc em cứ làm vậy. Nếu mà mệt thì em cứ nghỉ để anh lo. Công việc của em thì cũng hơi bận rộn. Nếu mà em quen anh thì em sẽ dành thời gian nhiều hơn cho anh. Em có thể giảm giờ làm xuống để hai tụi mình có thể đi chơi tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Hai hỏi coi chừng nào thì mình kết hôn được. Nếu mà chúng mình tiến tới được với nhau thì chừng nào em có dự định kết hôn được? Dự định của em thì nếu mà khoảng 1 năm đến 1.5 năm, nếu tụi mình tìm hiểu thì có thể là tiến tới hôn nhân được. Anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ hãy nói cho nhà gái biết đi, em đã chuẩn bị gì để lấy vợ rồi? Anh đã chuẩn bị tinh thần và giống như là một khoản tiết kiệm để xây dựng một cuộc sống gia đình rồi. Khó tiết kiệm luôn rồi đó. Khoản tiết kiệm khá khá không? Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Khoảng nhiêu? Dạ khoảng 600 ạ. Dạ khoảng 600 ạ. Đâu đâu? 600 ngàn hay 600 triệu? Dạ 600 triệu. Dạ 600 triệu. Ngon ạ. Đám cưới dư luôn. Dạ. Đất đai sao? Dạ thì em chưa có đất ạ. Đất thì mình dưới quê thôi ạ. Rồi. Thì đứng lên. Đây. Hãy đứng gần chút trò chuyện cho dễ hơn. Đó. Bây giờ hãy nói với lại bạn gái đi. Nếu mà lấy nhau về đó thì em có ghen không? Anh đi chơi với bạn thì em có ghen không? Em thì em đề cao sự chung thủy trong tình yêu. Nếu mà anh đi đâu thì anh nói với em một tiếng là được rồi. Em cũng không có ghen đâu. Dạ. Anh cũng vậy. Anh cũng mong em như vậy. Dạ. Sau này em có đi với bạn gì nữa thì nói với anh thì anh cũng hiểu. Bây giờ hãy nói chuyện với bạn gái, thấy bạn gái sao, nói cho bạn gái biết đi. Em rất dễ thương, xinh đẹp. Làm anh có mong muốn gì không, nói luôn là đi. Em đẹp anh quên cả lốp về luôn. Em đẹp anh quên cả lốp về luôn. Trời ơi. Dễ thương quá. Mong muốn em hãy cho anh một cơ hội để bấm nút, để anh được đưa em, dắt tay em trong đoạn đường còn lại. Rồi. Dễ thương quá. Thì ghế ngồi nào. Sau 3 tiếng đếm các bạn sẽ đưa ra quyết định nha. Chuẩn bị nha. 1 3. Chúc mừng. Hai bạn rất là đẹp đôi, rất là xứng đôi, rất là phù hợp với nhau. Bắt tay dữ ha. Ừ, bắt tay quá. Đối tác mới vừa xong cái hợp đồng. Ký rồi ha. Ký liền. Vậy là coi như ký hợp đồng chung thân đó. Chút xíu anh dắt em ra nghe. Được không? Dạ được. Ông hớn hở ghê á. Nụ hôn đầu tiên. Dạ vui. Đó. Hôn đầu tiên. Hôn. Ngại lắm. Không có ngại. Đi. Anh ngồi lên má em nha. Dạ. Thấy sao? Dạ thấy. Thấy rất vui vui sao? Vui 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 hả? Dạ. Rồi vậy là tốt rồi ha. Dạ. Cố gắng là yêu thương nhau, tìm hiểu nhau kỹ xong rồi mình tiến tới hôn nhân nha. Dạ. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Đi nha. Chưa dẫn quà. Chưa dẫn đi rồi. Không dễ sợ luôn á. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Ngọc Trẩn, năm nay em 32 tuổi, đến từ An Giang. Công việc em là nhân viên bán hàng của công ty tài chính. Quyền nào? Dạ, Quyền Châu Phú. Về An Giang, dạ, đi qua Long Xuyên. Đi qua Long Xuyên ạ. Rồi.
Rồi xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ em tên Lê Thị Trúc Đào, năm nay em 25 tuổi, em cũng quê ở An Giang. Hiện nay em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty mỹ phẩm ở Sài Gòn ạ. Huyện nào em? Dạ em ở huyện An Phú ạ. Có gần không? Cách nhau khoảng hơn 40 cây ạ. Rồi bây giờ mời bạn nam mình sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, và khuyết điểm là em dễ nóng giận với những lý do không đâu vào đâu. Trời đất ơi, tự nhiên có chuyện gì cũng nóng giận hả? Dạ đúng ạ, khi đi em vấp phải đá hay là gì đó em cũng giận, và có khi em chửi xung quanh rồi. Chửi ai? Là chửi động đúng không? Dạ chửi động đúng rồi, vậy chị Thư nó đúng. Dạ. Nắng mưa bất thường luôn hả? Dạ không, không tới nổi vậy. Mình biết nhậu không ha? Biết chút chút à. Rồi Đào, em nói về ưu điểm với khuyết điểm của bản thân dạ, nè. Ưu điểm em thì hòa đồng, dễ nói chuyện chị, không vui vẻ. Khuyết điểm em cũng hơi nóng tính như bạn nam vậy. Cái lại tính em hơi ngang. Dạ. Giống như là mạnh mẽ quá, giống như đàn ông á. Nam tính đó. Ví dụ khi mà gặp một cái tình huống gì em xử lý mà em nghĩ đó là em đàn ông. Công việc sale mà phải giao hàng á, thì thường thường mấy bạn nữ hay là nhờ đồng nghiệp, nhờ đồng nghiệp nam giao hàng giùm. Nhưng mà không, em là tự làm được là em làm hết á. Chắc do nam tính quá là mọi người không yêu nên tới ế bận giờ á. Tròn tròn dễ thương. Dễ thương nhưng mà được mấy mối tình rồi Nam Thư? Dạ cái này em thì mối tình chính thức thì em chưa có. Có hôn nay chưa? Dạ chưa. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Trời ơi. Còn em trai? Dạ em có hai mối tình, nhưng nghĩ là mối tình đơn phương nè. Cũng đơn phương luôn hả? Dạ. Tức là mình yêu người ta mình không có nói? Dạ có, em có nói là bạn đến khi đến thời điểm em thổ lộ thì bạn đó đã nói có bạn trai rồi. Hay là em nói trễ quá? Dạ cũng có thể. Sao yêu đơn phương không hả? Chào Chẩn. Dạ chào chị Thư. Mặt thấy thương quá. Ý, đợi xíu. Anh lính quá đi nhìn nè. Cái gì? Qua đây. Hả? Qua đây. Có gì lạ lắm hả? Sao? Giống lắm. Dạ anh chào anh Linh. Cũng múp míp như nhau. Dễ thương, giống. Dễ thương như nhau. Tròn tròn như nhau. Trước giờ yêu đơn phương không hả? Dạ. Trời. Bên đơn phương, bên chưa có mối tình nào hết. Có nắm tay ai chưa? Dạ có. Có hung cô gái nào chưa? Dạ có không. Ủa đơn phương sao hung được ta? Hung qua anh Cảnh vậy. À hung tấm ảnh hả? Hey, cái vụ lạ nha. Hung ảnh là sao? Tức là mình tức lấy là hình... bạn nữ không cho hôn thì mình cầm tấm hình bạn nữ hung cho đỡ. Trời ơi tội nghiệp không. Thôi tội nghiệp dữ vậy. Dễ trời. Dễ thương quá. Ờ thấy thương quá à. Em nãy em nói sinh năm mấy chị quên rồi. Dạ 1987 ạ. Bên này 94. Sao bấm ra không? Nó thích coi bói không? Dạ. 87 là mạng quả đúng không? 94 dạ. Là mạng gì ta? Quả luôn. Dạ. Bên kia là lưu trung quả, còn bên em là cái gì quả? Sơn dầu quả. Dạ chị Thư ơi. Ơi cho em dính chín chút, em là quả trung kim à. Lưu trung quả chứ, 87 là lưu trung quả. Quả quả sơn. quả sơn. Kỳ mới qua coi phim quên. Thôi được rồi, anh thấy thế này nè, hai đứa dễ thương lắm á. Theo em á thì cái người trong mộng của em hình dung nó sẽ như thế nào? Cao trên 1m6. Hơi gần á. Trên. Đẹp trai thì không cần đẹp trai lắm, nhưng mà là người của gia đình. Em này là gia đình rồi đó, rất là hiền lành luôn. Bảo đảm ngày nào cũng lấy hình em ra hung. Em có hình em đưa mượn hung cái. Có người anh... có người thì người hung hình cho anh. À có người hung người hả? Dạ. Bây giờ Chẩn là ở dưới quê, làm dưới quê, em làm ở Sài Gòn. Ví dụ như hai đứa tiến tới nhau mà được đi, rồi em có chịu về quê không? Cùng quê thì chắc cũng về quê được đó chị. Cùng quê mắc mớ gì cũng về quê. Bây giờ em muốn tìm bạn gái thế nào nè? Dạ bạn gái phải hiền, biết chăm lo gia đình. Bên kia hiền khô à? Dạ. Bạn gái cao trên 1m85 là được rồi. Rồi xong. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Giống như là thoáng trong các mối quan hệ của em là được. À, tức là đừng quản lý chặt chẽ các mối quan hệ. Vậy quản lý tiền bạc thì sao? Cái đó thì không vấn đề chị. À chà. Đem lên quà tặng là thấy kèo thơm rồi đó. Được rồi đó, ổn rồi đó. Bên đàn trai ta tiết kiệm lâu lắm mới bỏ ống tuần trước á. Dễ thương, hiền. Được rồi. Nhìn rất là chân thật. Hôm nay Chẩn đi với ai? Hai người anh họ và một chị dâu ạ. Rồi xin mời đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi nào. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Nam Thư. Dạ. Và xin chào các anh chị trong vòng quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Tam, anh họ của bạn Chẩn. Theo anh nhận xét là bạn gái bên này là cũng được và cũng hợp với em. Anh mong là hai đứa em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đi đến bên bờ hạnh phúc. Xin hết. Đào. Dạ. Hôm nay em tới đây với ai? Dạ em tới với hai dì của em ạ.
À, kính chào anh Quyền Linh với Nam Thư với quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Cháu này cũng được, dễ thương, cũng hiền hậu. Thì bên đây cháu tôi nó cũng tự xưa và nó cũng hiền vậy đó, đi làm thông suốt vậy. Vậy thôi chứ không có biết đi chơi hay là như này kia bé. Nên là dì cũng mong nếu mà được hai đứa cũng cho nhau một cơ hội để tìm tới bến bờ hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn dì. Xin cảm ơn. Chào mình kéo nào. Tấn công liền người Trần. Bắt đầu đi. Này có món quà tặng. À, em cũng có một món quà em tặng anh. Cái này thì cũng không có sang trọng gì, cái này là do tự tay em làm. Thì cái này là móc khóa hình cỏ ba lá, thì em hy vọng anh có được niềm tin, hạnh phúc và cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương hơn anh tưởng nhiều. Em cũng thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Nói chuyện cũng có duyên. Em là người đầu tiên khen anh vậy đó. Thì anh là kinh doanh mà phải có nói chuyện có duyên thì khách hàng mới mua hàng chứ. Anh có công việc mà anh có tự dưng anh mất tích 1-2 tuần không? Anh không có thông báo gì em hết không? Không, số điện thoại anh là liên lạc thông suốt 24/24 này. Dạ, tại vì hồi trước thì cũng có tìm hiểu thì anh nói em tìm hiểu cũng 1-2 tháng gì đó. Nhưng mà ảnh lại tự động anh mất tích 1-2 tuần vậy đó. Anh không liên lạc với em. Em cũng gọi lại nhưng mà tính em ngang với nóng quá. Cho nên là em gọi lại không được là em kéo vô sách đen hết. Cái đó là do trường hợp là điện thoại anh hết pin hoặc điện thoại bị hư nên không liên lạc được thôi, chứ điện thoại anh sẽ liên lạc được thường xuyên. Dạ. Em không thích ví dụ mà ghen bậy bạ. Cái nghề kinh doanh mà anh cũng biết rồi, thì mình tiếp xúc nhiều người, mà trong đó thì khách hàng mình cũng đủ loại, có nam có nữ. Thì khi mà mình tiếp xúc khách hàng thì mình cũng phải nói chuyện ngọt ngào với khách hàng. Mà khi đó mà nếu như mà bên nam mà ghen tuông bậy bạ thì cái đó cũng ảnh hưởng đến tình cảm rất là nhiều. Em không thích cái vấn đề đó. Thì công việc của anh cũng tương tự như em nên anh cũng có rất hiểu vấn đề đó nên em yên tâm. Chẩn là con một đúng không? Dạ. Ở chắc chắn phải ở với Chẩn với ba mẹ đúng không? Vậy là cũng là mình phải làm dâu đúng không Đài? Em có ngại vấn đề đó không cưng? Gặp được mẹ chồng tốt thì ok. Yên tâm, mẹ anh rất là ngon nhau. Làm dâu anh nghĩ rằng thời buổi hiện đại này nó giống như tấm gương thôi. Mình soi mình sao thì ngoài nó như vậy thôi à. Em ở nhà mấy người? Nói cho bạn biết đi. Dạ, nhà có ba mẹ và em. Rồi bây giờ này nè, hai đứa nhìn nhau khoảng 30 giây để xem trái tim có rung động hay không. Nhìn đi nào. Cười mỉm chi cọp cái coi. Thấy bạn gái cười sao? Bạn gái cười dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Em thấy trong tim mình nó có đập khác thường không? Dạ, khác lắm. Hồi đó giờ em có gặp một cô gái nào như thế này chưa? Dạ chưa. Hy vọng là sau bữa này về là không cần ôm hình ai hung nữa. Hiểu không? Người thật việc thật luôn nha. Bây giờ là tới cái thời khắc quan trọng. Bây giờ các bạn để tay mình nút bấm đi, kiểm tra lại xem nhịp tim mình thế nào, có cùng chung nhịp đập hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Ôi ơi. Wow. Lên quá vậy. Nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ nè, là giờ phút không có hung qua ảnh nữa. Người thật, việc thật. Sao, kinh nghiệm mình hung qua ảnh hung sao? Vậy mình làm y chang vậy á. Hung qua ảnh sao? Thí dụ tấm ảnh hung qua sao? Tấm ảnh vậy á. Thí dụ tấm ảnh nè. Mỗi lần em hung qua ảnh hung sao? Không có người, không có. Không có người hả? À? Hung đi. Từ từ. Sao, sao, em sao Đào? Dạ. Từ từ, để nguyên, hung đầu tiên đó, để nguyên. Hít vô, hít vô. Hít vô. Hít. Hít mạnh vô. Hít hai, hai luôn. Đào thấy sao Đào? Dạ em ngại quá. Hai đứa ôm chặt nhau cái nào. Ôm vô. Chặt vô. Ôm chặt đi vô. Ông ôm em nhìn Đào chứ ông nhìn tôi chi. Ông Chẩn này. Chặt vô ôm chặt. Bạn nữ ngại lắm. Để nguyên, để nguyên. Cảm ơn các bạn. Dễ thương Linh quá à. Hai đứa này mà nó hiền dễ sợ luôn. Nửa dám không biết đẻ sao nữa lắm à. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào Ngọc Lan. Chào dạ. Bạn nữ bên kia.
Thì chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt, năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 á. Dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần mình đi chăm sóc hả? Dạ, em ra tới miền Bắc luôn á anh Linh. Tức là ở đâu có nhu cầu là mình tới đó, bất dạ. kể ở đâu. Dạ. Chăm sóc người lớn, em bé hay là bất kỳ ai. Em bé, bất cứ già, lớn tuổi gì cũng làm được hết. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Nghe nói thật ra rất là cảm động luôn á. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là nên thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Dạ. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Na. Dạ. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình giới thiệu, mình tên là Lê Thị Tuyết. Dạ. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Dạ, chị Tuyết 50 tuổi, ở Quảng Ninh. Hiện tại thì đang làm việc tại Phú Quốc và Sài Gòn. Mình làm công việc gì hả chị? Thực ra là mình đang làm công việc tự do thôi. Dạ. Làm mình ở đâu? Ở Phú Quốc hả? Bên đó nó nhỏ quá Lan. Dạ, ở Quảng Ninh ạ. Ở Quảng Ninh và làm việc tại Phú Quốc và Sài Gòn. Nhưng mà giờ hiện đang làm việc hiện ở đâu? Hiện tại chị, hiện tại là chị đang sống ở đâu? Hiện tại bây giờ đang sống ở ngoài Phú Quốc ạ. Phú Quốc luôn. Dạ. Còn hiện nay thì anh trai anh Việt nè đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Nuôi Chợ Rẫy. Dạ, coi như là trong cái miền Nam ra tới miền Bắc luôn, ví dụ như ai kêu chỗ nào em đi chỗ đó. Tức là nuôi mỗi người ta yêu cầu nuôi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng là? Dạ, coi như là người ta thuê mình nuôi á, chừng nào mà mình người ta xuất viện, người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. Nuôi bây giờ đang nuôi người Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Nam hay nữ? Dạ nam. Dạ. Công việc này đòi chăm sóc người lớn tuổi mà là phụ nữ không? Dạ có. Mấy mấy 80 trở lên là em được quyền chăm sóc. Chăm sóc hết luôn? Dạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Thường quá, công việc như vậy thì gia đình mình ở đâu vậy? Dạ nói chung là hồi đầu tiên thì gia đình của em ở Tiền Giang. Rồi sau này một thời gian sau thì về Bến Tre năm 88. Thì năm đó em mới có, hình như là em nhớ là có 12-13 tuổi gì đó. Cái năm đó là em có 4-5 người em. Mà em nhỏ nhỏ không à, 9 tuổi, 8 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi. Thì cái năm 8 mấy đó anh biết là nói chung là ở đâu cũng khổ hết trơn á. Thì cho nên gạo, đồ ăn uống, đồ sinh hoạt nó rất là thiếu thốn. Rồi mình đi làm thuê. Rồi em mới là đi xin vô làm tập dụng quán á. Rồi em làm, em lấy tiền về em nuôi cho mấy đứa em nó ăn học. Với lại cho nó tiền cho mua gạo trong gia đình á. Rồi tới năm em 15 tuổi thì em về cái bè, ở quê nội á. Em xin vô quét chợ. Em quét chợ cho tới năm 17 tuổi thì em bị viêm son. Tại cái năm 90 chín mấy đó, cái năm đó là bọc mũ người ta không có đựng. Ta có người lụm hết trơn à. Cho nên mỗi khi mình quét chợ cái toàn bộ dưới là đổ xá không vậy đó. Cái em bị viêm son. Thì em nhờ có cái bà Tư ở Sài Gòn từ thiện, bà cho thuốc uống đứt hết. Qua năm 18 tuổi thì em đi làm bốc vác nhà máy chà lúa. Rồi em làm tới năm 21 tuổi thì em, cái ông chủ máy chà bị bệnh sơ gan cổ trướng, em mới lên lầu 8 B3 của Chợ Rẫy em nuôi. Rồi từ bắt đầu từ khúc mà 21 tuổi đó là em nuôi bệnh luôn tới giờ luôn. Thì nói chung là cái năm đó cũng gia đình cũng nhờ em đi làm, em nuôi hết tất cả luôn. Rồi. Tuổi thơ và đến bây giờ cũng rất là vất vả lắm. Dạ. Nhưng mà hiện nay gia đình mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có luôn. Nhà nghỉ cho em đó. Không có nhà riêng. Dạ em chưa có nhà riêng. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Kiên nhẫn nữa. Dạ. Rất là nỗ lực trong cuộc sống đó. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nói chung là em thì nói chung là hơi nhẹ dạ, hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai thấy những cái gì khổ, hoặc là em nuôi bệnh mà em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị coi như là bị con mà nó la mẹ hay la cha vậy, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy, em thấy tội nghiệp. Nó phải tật xấu đâu trời, nó tật tốt hay xấu gì. Thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người ta thấy người ta cười á. Không sao đâu. Rồi mời nhà gái. Mời chị. Chị nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình ạ. Ưu điểm của mình thì
thương người, dạ, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. À, lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh bên bất động sản. Dạ, à, kinh doanh bất động sản. Chị nghe về cái hoàn cảnh của anh trai bên kia rồi công việc của anh trai bên kia, chị có nhận xét gì không? Có suy nghĩ gì không? Thực ra là ở tầm tuổi mình thì mình cũng chỉ mong muốn là có một người đàn ông ở bên cạnh thương yêu mình, tử tế đạo đức, biết đối nội đối ngoại, biết đối nhân xử thế. Và cái quan trọng nhất là trân trọng tình cảm. Dạ. Thật ra thì anh bên đó là, em nghe câu chuyện thì em thấy ảnh là một người rất là giàu tình cảm, rất là kiên nhẫn. Em nghĩ là những cái mà chị mong muốn là anh sẽ đáp ứng được. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra để mà nói mình ấy, qua một đời chồng. Nhưng dạ, để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút. Nhưng mà đúng là như vậy. Hả? Là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm. Khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Dạ. Sau khoảng độ 30 năm thì mình có quen một người nữa. Lúc đấy thì con mình đã có gia đình trưởng thành rồi. Dạ. Quen một người nữa đấy, nhưng mà người ta cũng không chung tình. Thế là thôi. Dạ. Trời, thương quá. Cô gái bên đây có một người chồng rồi cũng không chung thủy với cổ, nên là hai người cũng ly dị. Rồi sau 30 năm cổ mới quen thêm một người nữa. Người đàn ông đó cũng lại một lần nữa phản bội, nên là cổ chịu rất là nhiều tổn thương. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩ anh trai bên kia coi như thế nào, rồi về em báo cáo với chị. Dạ, em chào anh. À, đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Dạ, cảm ơn Lan. Dạ, cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc, cần một người như anh. Cảm ơn dạ, anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì năm nay 47 tuổi, nhưng mà cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình mới trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất rồi, chia xa mặt cách lòng á, rồi sống thống nhất chia tay. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Trông kỳ vậy, trông sao vậy? Tại vì quen nhưng mà ở nhà bệnh nhân á, rồi chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra rồi trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi nhưng mà rồi cái sau rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất rồi bắt đầu em mới trở về Sài Gòn thì xa mặt cách lòng của hai đứa, giờ điện qua điện lại hai đứa thống nhất thì chia tay luôn. Trời ơi, giá gì lúc đó nắm tay là được rồi. Nắm không cho phải ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Ôi, nhưng mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy, người đã mất tình cũng đi theo luôn. Thôi, cái đó số phận rồi hả? Dạ. Vậy là gần như chưa có nắm tay người phụ nữ nào hết. Chưa luôn. Trời hả? Ơi, dạ, trời. Chưa. Chị có nắm tay bệnh nhân thôi. Dạ, nắm tay bệnh nhân thì có nhiều lắm. Bệnh nhân thì phải nắm rồi. Dạ. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh này rất là tuyệt vời luôn. Thật sự luôn. Thật ra là Ngọc Lan nói đúng, ngưỡng mộ đó. Ha. Không biết tại sao anh làm được điều đó thôi chứ. Nói thật chứ, xin lỗi không chứ, làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á, huống hồ chi là một người lạ. Nhiều khi chăm sóc cho bệnh nhân, nhiều người á xưng khu lỡ gì nè. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm, không có tâm nuôi không được, phải kiên trì kiên nhẫn như lắm làm mới được. Nói chung em cũng quen rồi. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe thôi là bái phục rồi. Anh ơi, bây giờ mình chưa có mối tình dắt dai, coi như là chưa mối tình dắt dai đó. Cái kia là chỉ nói chuyện thôi chứ có yêu đương gì đâu. Dạ. Vậy bây giờ là
cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Thì nói chung là đầu tiên anh cũng muốn là có người bạn gái, thì nói chung là một thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm việc kia làm là em lo hết. Rồi. Làm đó lương nhiều không? Dạ nói chung là tùy theo bệnh chị. Dạ. Nhiều khi bệnh nặng nhẹ, một ngày nhiều khi 500 có, 600 có, 700 có, 800 có, tùy dạ. theo cái nặng cái nhẹ vậy đó. Dạ. Thật sự ra với công việc này á, tiền lương á nó không bao giờ nó không bao giờ nó đủ với lại cái công sức và cái tâm của người ta bỏ ra hết. Đúng rồi, thôi được rồi. Miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi con vít nữa anh Linh. Hả? Nuôi con vít á. Dạ hả? Con nuôi con vít ở trong An Bình á. Em bọc mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi lắm, năm năm rồi tháng 9 năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Trời ơi. Lúc đó em chích thuốc 2 mũi rồi với lại em có bị dương tính rồi đó. Em có giấy em vô em nuôi được. Thế thương quá à. Trời ơi. Ông nói câu chuyện ông dương tính mà ông tự hào lắm. Ông vui lắm. Bởi vì ông dương tính rồi nên ông mới được đi nuôi người ta. Tôi chưa dương tính là tôi ám ảnh lắm. Tôi không muốn nói chuyện dương tính ở đây. Năm rồi anh lên đây. Năm rồi lắm. Cái gì? Năm rồi lắm. Năm rồi lắm trong mấy năm nay. À vậy hả? Thôi đừng nói chuyện dương tính nữa. Mình nói chuyện khác đi. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được rồi. Thật ra là cái hoàn cảnh của anh bên đó rất là lạ. Từ xưa giờ đến mới nghe lần đầu tiên luôn á. Rất là thương và cũng rất là trân trọng những cái gì mà anh đã làm cho xã hội này. Cuộc sống này có nhiều người như vậy càng tốt hơn nữa ha. Rồi mình trải qua những cái sóng gió như thế, thật ra tổn thương nó cũng nặng lắm. Bây giờ tổn thương cho nó hết đi ha, nó trôi qua đi. Đón nhận nếu thật ra nếu mà hai anh chị mà gặp nhau hợp nhau á, Linh nghĩ rằng tuyệt vời đó. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình, rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á, ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Tôi nói thiệt, ở bệnh viện mà quen được con cô cả năm mấy mà không dám nắm tay là biết ông hiền cỡ nào rồi đó. Thôi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chiêu vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì năm mươi mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Hay sao? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Nếu như mà anh ấy cảm thấy là những cái chướng ngại vật đấy anh ấy vượt qua được thì tôi nghĩ con người này chỉ cần một cái tình yêu thương thôi, anh cũng chỉ mong cầu cái còn tình bây giờ nếu như anh bảo là anh muốn lấy vợ anh phải có 1, 2, 3, 4, 5 đứa con thì thực ra là chị không thể đáp ứng được. Yeah. Nói thật với Ngọc Lan là như vậy. Sức khỏe anh cũng cho phép nhiều vậy đâu. Yeah. Đừng có lo ha. Thôi cái chuyện đó anh hỏi chị đi, mở hỏi. Rào hỏi hay hỏi luôn. Ví dụ nè, ví dụ như giờ á là chỉ hai người đến với nhau không có sinh được đứa con là anh buồn không? Dạ điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Nhưng mà Linh theo định được biết thì có khoa học đã tiến bộ rồi, 50 mà mình có con cũng được. Dạ. Quan trọng là đây có người chăm sóc rồi. Dạ. Biết chăm sóc. Biết cách chăm sóc rồi. Dạ. Cũng không lo nha. Dạ. Không có cũng không sao đúng không? Dạ. Đó, anh không có sợ lo gì đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? Nay đi với sếp ạ. Sếp ngồi à. Ủa sao bữa nay sếp ngồi đây vậy? Ủa nhà trai ngồi ở đây vậy? Chắc hết ghế rồi. Dạ. Rồi, sao sếp? Ủa bên đây hả? Ủa ông nhìn qua lộn người khác luôn rồi. Tại bóng đèn chói vô. Dạ mà tất cả chị để cái micro phía trong giùm Linh. Dạ. Em xin chào MC Quyền Linh, chào em gái song sinh của chị.
Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai sông Lan. Em chào chị. Thì em là đại diện bên đàn trai, thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Quan trọng là vấn đề đây là chúng ta thương yêu nhau, lo lắng cho nhau nếu mà hợp với nhau đến. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Có thì cũng được, không có, có còn tốt, không có cũng được. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Còn vấn đề em thấy chị thì cỡ này với anh cũng ok lắm. Nếu mà mở rào ra anh chị cảm thấy hợp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy mày? Em đi mấy này à, mấy anh chị em. Cái là gì của mình? Tên là em. Em hả? Vâng. Rồi. Dạ, em chào người nhà gái ạ. À. Mình cầm micro giùm mà. Mình khỏi đeo đó luôn đi được không? Đài nó cho. À. Đeo, mình đeo vô. Mình đeo vô ạ. À. Vì đài nó vẫn còn cái Covid gì đó. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Trời ơi, chị và chú. Cháu thấy rằng chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Thì em tin rằng chị, nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Chị Tuyết nhưng mà lại là chú. Không sao. Bắt đầu đi anh trai. Chào em. Em có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Còn quà của chị gửi quà cho anh. Hồi hộp mà khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên mà em tặng anh. Cảm ơn em. Hồi hộp tới nước rớt luôn. Mở 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 ra coi gì đó. Rồi bứt dây luôn rồi. Mở cái hồi nắp thôi quá. Mà anh ơi, mở nắp bứt dây. Em mở túm anh. Trời ơi, hên quá, không nhịn. Cảm ơn em. Hên quá. Anh em, em hên. Muốn nói với anh thêm một chút về hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cột đài của anh không? Em thắt lại, nó cứng ngắc luôn. Chắc chưa ai tặng quà lần nào. Chưa, nói giờ chưa. Hộp nó mở lên vậy, anh bứt luôn sợi dây. Thấy không? Hồi đó thì chưa ai tặng quà cho anh lần nào đúng không? Dạ, chưa anh thương không? Đây là món quà đầu tiên, cũng là món quà rồi nhớ mãi luôn ha. Dạ. Nó trời hên quá trời nịt. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Em ở Phú Quốc á, em làm công việc gì ở ngoài ạ? Em nấu cơm. À. Cho các anh chị em nhà em ở đây ạ. À, như nấu cơm cho công nhân á? Cho gia đình. Cho gia đình nhà em. À. Thực ra hình như là vừa nãy em ở bên này em nói, nhưng mà em có nói, nhưng bên này là anh không có nghe. Hình như là không nghe. Không hoặc nghe. Là anh không muốn nghe, hoặc là anh không để ý. Không em có, đừng nói vậy. Anh không nghe. Đấy, đâu. Anh không nghe. Nói nhỏ quá không nghe thôi. Nãy giờ em bị nói nhỏ đó. Chị không làm nghe. Bất động sản hả nè. Dạ. Em làm về bên bất động sản anh. À. Phú Quốc giờ đất đang lên lắm. Rồi ở Phú Quốc em có thường lên Sài Gòn rồi. Em cũng có. Ừ. Các em ở trên Sài Gòn này cho nên là em cũng qua lại đây ạ. Thì nói chung là 47 năm thì anh cũng như là có tham gia để hẹn hò đó, thì anh cũng mới biết được người bạn gái, nhưng mà không biết có duyên hay không.
Nhưng mà thật sự lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Khó cảm tình hả anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh rung quá, anh nói cái này khó rung. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu 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 quá cho nên giờ không nói yêu 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 gì mấy. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu 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 đi để cho nó quen. Rồi em lên Sài Gòn đây, ví dụ như anh ở dưới Phú Quốc á. Vâng. Rồi một tuần em lên Sài Gòn một lần hay là em lên đây có gia đình hay người em thân? Thi thoảng thôi ạ, em có việc ở trên đây em mới lên ạ. À vâng. Thì có người thân ở Sài Gòn rồi ha. Dạ. À, đó là làm sao người đó làm sao với này em của em ạ. À, em vâng. À, nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu ạ. À. Em có một cháu trai. Năm nay con em cháu cũng 35 tuổi rồi ạ. 35? Vâng. Ủa cháu... em 50 sao có con 35? Vâng, em lấy sớm mà. À. Trời ơi, bởi giờ em mới 15 mà anh nay 47 vậy chưa? Anh bây giờ anh đang chất vấn em hay anh đang truy cứu em? Không. Có chừng họ truy cứu đó. Nói hơi em, lộ em 15 có một cháu. Đó. Nhưng mà con em thì cháu đã có gia đình riêng rồi và cháu cũng đã tự lập được rồi. À. Kể cả là ở ngoài Bắc thì em chỉ ở gần các cháu thôi chứ em không ở chung. Ở ngoài Bắc thì em cũng đã ở riêng rồi. Rồi chẳng hạn mình quen nhau. Dạ. Rồi mình hẹn hò chắc có, nếu mà em ở Sài Gòn này thì chắc cũng gặp anh thường nhiều khi em về Phú Quốc á. Vâng. À, chắc có thể một tuần hoặc là 10 ngày vậy anh đến thăm em lần chắc được ha. Anh có ra Phú Quốc không? Có. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu qua, đi tàu. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Đơn giản thôi mà. Ở Phú Quốc cũng có những nhu cầu người ta chăm sóc bệnh nhân. Đó, thì đây, sếp ở đây liên hệ, không phải tôi liên hệ cho. Xin với ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Này cả cuộc đời được không? Dạ, dư ạ. À. Được ạ. À. Có tính tiền bạc gì không? Dạ, chắc em từ thiện luôn quá. Nếu như anh có lấy tiền công thì anh sẽ lấy một số tiền mà em có khả năng trả được. Còn nếu lấy nhiều quá thì em không đủ khả năng. Ta từ thiện luôn cả cuộc đời luôn rồi. Ừ. Sếp chuẩn bị mất nhân viên rồi đó. Ta mất, coi như thất thu rồi đó nha. Anh, em muốn hỏi anh một chút là ở trên Sài Gòn này anh đã có nhà chưa? Nói chung là anh á, à, năm anh 12 tuổi anh đi làm anh nuôi mấy đứa em. Vâng. Rồi thì thật sự là bây giờ anh nuôi lớn lên anh bằng cách nay khoảng chừng 10 năm á. Về trước á. Vâng. Là trong cái bóp của anh chưa được 3 dĩa cơm. Anh bằng như là anh gửi về nhà hết. Vâng. Gửi về cho gia đình mua gạo thóc cho mấy đứa em rồi tập sách vở cho mấy đứa em ăn học. Rồi cha thì bệnh tim rất là nặng. Rồi sau rồi cha mất cách nay 7 năm. Vâng. Thì các bầy em của anh nó lớn lên hết rồi, nó có cơ sở cơ ngơi cũng nhỏ nhỏ, nó có đủ sống hết. Vâng. Rồi mẹ của anh thì nó dành nó nuôi luôn, nó anh gửi tiền nó anh ba ơi anh cứ để dành đó thì mai mốt của vợ thì 7 năm nay 8 vâng. năm mà vâng. thì anh cũng có dư được mớ cho nên anh quyết định anh đi tìm một người. Được bao nhiêu rồi anh? Thì nói thật anh, nói thiệt anh còn dư gần 500. Nói thật. Đầu tư không chị? Không. Em đang em đủ mua miếng đất anh ở ơi, Phú Quốc. Em đang muốn như này. Hai người hùng mua miếng. Em đang muốn mua căn nhà ở trên đây, có thể là anh em mình góp vốn mua chung có được không? Được, được cái gì đâu em. Vâng. Nhưng nếu mà phải góp vốn thì anh thì anh có nhiều đó, có nhiều đó. Anh dám mua đủ thì nếu mà như thế mua ở đây thì này. Góp mỗi người 500. Còn lại ngân hàng cả. Tôi mua cho miếng ở vùng ven. Không, muốn phải ở trong đủ. Thành phố chứ, ở trong thành phố này chứ vùng góp mà nếu mà ít quá mua thành phố không nổi đâu, còn không ra Phú Quốc đầu tư miếng.
Cũng còn rẻ. Nói chung là anh còn cái nhà ở dưới á, nhà cũng 200 mấy mét mà ở dưới quê á nghe. Bán được không? Bán được nhưng mà bán là mai mốt rồi già không biết nằm ở đâu. Tính xa quá. Tính xa quá. Anh ơi bây giờ em đề nghị với anh như thế này. Nếu như mà anh em mình xác định về chung một nhà, công việc của anh ở trên Sài Gòn này thì nhất định sẽ phải là mua một cái nhà ở trên đây. Thì anh nói anh có nhiều đó không biết đủ. Mà chưa nói hết. Nhà ở Sài Gòn anh để đó anh lo, chuyện nhà cửa em lo. Vậy thì quá tốt. Không, đúng ra thuyền theo lái gái, gái theo chồng đúng không? Đấy là câu tục ngữ của rồi. Mình nhưng mà đây em đang muốn là cũng có thể là em phụ thêm anh thôi. Thì cũng có thể là bằng cách nào đấy anh ấy chăm lo cho các em anh rồi, thì bây giờ các em anh ấy có thể là cũng giúp đỡ anh ấy một chút nào đấy chẳng hạn. Em thì em không đòi hỏi nhiều, mà em chỉ cần một cái nhà để cho hai người ở về anh tiện làm việc ở trên này. Thì nếu như mà em thích thì anh nói ở nhà ở Sài Gòn thì nó rất chừng một căn nhà chắc tiền dữ trận lắm. Thế tưởng quá. Mua cho anh có dốt anh có nhiều đó. Và nói chung là dưới quê anh được thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu hùng thêm đây nữa mua được cái nhà, nhưng mà ở rất nhiều quận còn đang, ví dụ nhiều quận củ giống như Hóc Môn nè, Củ Chi nè, nhà bè nè, cần Duột nè. Em muốn ở quận 1. Quận 1 á hả? Vâng. Khó. Quận 1 thì đối ảnh thì hơi khó đó. Tôi chị còn chưa mua dạ, được nữa. Quận 1 dạ, em với chú Linh cũng chưa không dám mơ mua nhà quận nhất. Có chị có tiền thì mua thôi. Không, chứ. Đây dạ. Là em đang mơ. Mơ thì ai cũng có quyền mơ, tôi mơ còn chưa được. Tôi còn chưa mua cái nhà quận 1 được nữa. Tụi em còn phải đi về Vườn Giang, về quận 7 ạ. Tôi còn mua quận 19, 20 không á. Thế thì là thế này là anh Linh là đã hứa là có 500 thêm 500 nữa là sẽ tìm mua đất vùng ven được cho anh này được. Được. Vùng ven mua được rồi. Củ Chi là ngon. Mỗi người hùng 500 đi. Tôi kiếm miếng vùng ven cho. Cảm ơn Linh nha. Xin lỗi chứ chùm bất động sản. Trời ơi. Đại gia đất. Không có đất ở đâu mà không có hết đó. Tôi có khoảng mười mấy miếng đất. Mỗi miếng 100 mét, 100 mét. Ở Cà Mau 100 mét nè. Tiền Giang 100 mét. Long An 100 mét. Đất ruộng không. Cò bay chút xíu là tới. Đó. Chưa? Đất đó. Quan trọng là mình có đất là được rồi, ở đâu không cần biết. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Anh ấy nói thế thôi. Anh có dám theo em về ngoài Bắc ở không? Nói chung là cái cách 7-8 năm gì trước á, anh nuôi ở Hà Giang là 1 năm mấy. Về Hải Phòng á, anh nuôi là 2k, 3k. Em không nói đến 2-3k. Nhưng bây giờ anh có về đấy ở được với em không? Người ta ở thuyền theo lái gái theo chồng. Nhưng bây giờ được, đó là anh nói chung là chỗ nào là chim lành đất đậu à. Vậy đi, đất đai tính sao? Không mà về đấy không phải mua nhà. Về Bến Tre cũng đấy, về cái bè cũng đâu có mua nhà đâu. Cái bè là đang phát triển dữ dội luôn ha. Cái bè là một trong nơi du lịch có chợ nổi nè. Cái bè vừa có cái bè vừa có cái nhà nữa. Cũng rất là sướng luôn ha. Em mà đó giờ có thường đi xuống Cái Bè với miền Tây chơi không? Em có, Tết vừa rồi đây em ăn Tết ở miền Tây. Rồi. Bữa nào dẫn về quê đi. Rồi, khi nào mà có dịp á, xa lắm. Anh sẽ dắt anh về đi chơi ở chợ nổi vui lắm. Vậy đi. Còn nếu 500 triệu tôi hùng vô chứng khoán được. Rồi, đứng đây hai người đứng đây nào. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em xem. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó? Nắm như thế nào? Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Thì anh thấy làm như nó có sản phái hay sao? Sản phái. Nghiệp không? Chị ơi, còn Jin đó. Còn Jin à? Còn Jin đó. Jin thật thế. Jin còn Jin đó, chị, cho nên là chị. Thiệt á? Chị từ từ thôi. Đồng nghiệp á. Đồng nghiệp nói đó. Chuyện anh ế là nổi tiếng luôn. Em ế nguyên thủy luôn. Thôi, bây giờ thật ra thế này nè. Anh bảo anh còn nguyên thủy. Nãy giờ anh đúng á, thật ra này nè. Bây giờ mình nãy giờ mình có thể đùa vui ha, mình có thể giỡn, nhưng mà bây giờ thế này. Mình lắng động lại chút xíu đi. Mình lắng lòng chút xíu, mình kiểm tra đi.
chúng ta không thể gọi là bấm nút vì bất kỳ điều gì hết. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn, còn không quyết định mình không cần bấm. Linh biết chắc rằng sau câu chuyện ngày hôm nay, rất là nhiều người sẽ tìm địa chỉ của anh, và rất nhiều người cũng sẽ tìm địa chỉ của chị. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương, một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha, mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Đúng rồi. Rồi khi mà Linh nghĩ rằng nếu mà hai anh chị đến với nhau rồi, tình yêu đủ lớn thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Yeah. Bởi vì sóng gió chúng ta đã vượt qua hết rồi. Cái tuổi này chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể là mình phải hy sinh cái công việc của mình, hy sinh cái nơi ở của mình. Thí dụ như là mình theo một người nào đó, hy sinh công việc của mình là mình nghỉ công việc để mình theo. Hoặc là có thể vẫn làm mà chăm sóc bệnh nhân dài hạn chẳng hạn, chăm sóc bệnh nhân cả cuộc đời. Mà cũng không khó. Thật ra công việc của anh này không có khó đi đâu cả. Có thể về Hà Nội, sếp của anh có thể nhận một bệnh nhân ở Hà Nội 1 năm, 2 năm, 3 năm là chuyện bình thường. Rồi khi chúng ta tìm hiểu yêu nhau, ta ở nhau trọn đời luôn. Anh hả? Dạ. Đúng không? Rồi. Em thấy anh những tóc anh nó sao sao nha. Hả? Dạ. Thấy cái tóc thật trân à. Ừ. Thôi Linh à. Hả? Thôi. Không, bây giờ Linh nói là mình cứ nói thật với nhau hết đi. Hả? Mình bấm nút xong là mình cứ nói thật với nhau hết tất cả những cái gì mình có sao mình nói vậy nha. Bây giờ anh và chị để tay vào nút bấm đi, mình bấm nút xong rồi mình giải quyết. Bấm nút có bấm hay không là do anh chị nha. Chúng tôi không khuyến khích bấm để làm vui lòng mọi người đâu. Bấm nút xong rồi mới bấm nút xong là chúng ta đã tạo cơ hội để làm quen với nhau rồi. Quay nút nằm nó mất tiêu rồi đó. Quay nút đi. Bây giờ quyết định là của chị nha. Mình đã từng bị tổn thương rồi, mình muốn vá lành những vết thương trong trái tim của mình, thì mình quyết định cho đúng đắn. Anh ơi, nhưng em muốn hỏi anh thêm một chút nữa là hỏi đi em. Thế nếu như mà mình có thể đến với nhau thì theo như anh là khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì mình có thể là về ở được với nhau? Thì nếu đó là mình tính, ví dụ trong một thời gian ngắn thôi, rồi có thể mình tìm hiểu trong một thời gian ngắn, tại mình lớn tuổi rồi không có thể để dài được. Thực đúng. Ra là nếu ngắn thì em cũng lại chưa được, tại vì em còn công việc ở ngoài Bắc rồi ở trong này nữa. Nếu như mà thế thì tùy gì quyết định tùy em thôi. Tùy anh cũng chiều em luôn. Dạ. Anh đã bấm rồi đó. Đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Không, nhưng mà nếu thế thì anh có chờ em được khoảng 2 năm nữa để em thu xếp mọi việc không? Cũng, tại vì cũng... ở ngoài kia còn gia đình, còn con cái, còn công việc em ngoài đấy. Được, cũng được. Thì anh nên lo làm 2 năm nữa thì cũng được thôi. 2 năm nữa lên 700. Thế thôi anh em mình cứ cho nhau cơ hội. À. Còn đâu là tùy duyên, được đến đâu thì được. Ok. Anh nhá. Vâng. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Được chứ anh? Được. Anh thấy thế nào? Hợp lý đó. Chị là người hãy chủ động tất cả mọi việc. Bởi vì thật ra anh rất là hiền. Anh chưa bao giờ biết yêu cả. Chưa bao giờ nắm tay một người phụ nữ. Chưa bao giờ hôn ai cả luôn. Thế này em son. Son đấy. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi không? Cho anh hùng cái nha. Hùng đi. Giờ biết muốn hùng sao? Trời ơi, cả cuộc đời anh không lẽ. Sao chị né? Không lẽ cả. Thơm, cả cuộc thơm, đời thơm của anh đến bây giờ mà không lẽ hùng cái đồ hùng nó vất vả như thế. Chị có thể đứng yên năn nỉ đó. Chị có thể đứng yên cho anh hôn. Anh thấy thế nào?
Thấy đã anh Linh à. Thương lắm á. Đừng làm tổn thương anh trai của tôi nha. Chị, người đàn ông của chị ở đây mà chị đi đâu vậy? Chị hãy luôn ở kế bên cạnh anh ấy chứ. À, chúng ta bấm nút không vì điều gì cả. Chúng ta bấm nút như nãy chúng tôi nói là hãy có trách nhiệm với nút bấm đó. Và đừng làm tổn thương bất kỳ ai cả. Bởi vì chính chúng ta đã từng bị tổn thương rồi. Mình biết rằng khi mình tổn thương, mình đau cỡ nào đó. Và nếu như trong những cuộc nói chuyện sắp tới đây, anh chị cứ hẹn hò với nhau, nói chuyện với nhau rõ ràng luôn, bởi mình cũng lớn rồi. Nếu yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một đàn cho xong. Bây giờ nói ngay làm ra được yêu. Bởi bây giờ là mới có cảm tình một chút, sao tiến một chút thôi, chứ bây giờ nói yêu thì chưa. Đúng yêu rồi, nói thì bây giờ là anh chị sẽ có một ngày nói chuyện với nhau nha. Quan trọng là nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc trong cái câu chuyện này. Bởi vì đây, người đàn ông nếu mà gọi là bị tổn thương thì cũng đau lắm á. Nha. Thôi. Anh chị có thể đủ để đưa ra những quyết định của mình rồi. Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình.